Rồi mình cho nó uống miếng nước thì các bạn này, để cho nó đang há họng này này đó, nước đó các bạn, đây là nước mình vừa để hôm nay này. Nó mình tạo cho nó dạng dạng, nó quen quen. Đây bắt đầu mình cầm nước này, đây này mình để vô là nó tắt lại thấy không, đó nó đang ăn rồi, nó đang ăn vô rồi các bạn ơi. An Nhiên xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình làm việc thân thiện với con tắc kè nha. Làm việc thân thiện với con tắc kè và con kỳ nhông nha các bạn. Con kỳ nhông mình đang bỏ trên trong đây nè. Con kỳ nhông và con tắc kè. Thì mình tạm thời mình để cái con kỳ nhông nó qua một bên nha các bạn. Rồi bắt đầu mình trước tiên nhất á, mình làm quen với nó và mình làm việc thân thiện với nó các bạn ơi, bằng cách á là mình cho nó ăn và cho nó uống nước. Cái này nước mình để trong cái chai nhỏ mắt này nè nha các bạn, bây giờ nó ngay giữa đó. Thì bắt đầu mình bắt đầu mình làm quen với con tắc kè nha các bạn. Mình làm việc thân thiện với nó thì bằng cái động tác đó là mình làm nhẹ nhàng và vuốt que nó, cho nó ăn, cho nó uống, tập cho nó làm quen với mình và cho nó dạng đó các bạn. Các bạn xem cho vui vẻ nha. Rồi bắt đầu mình thực hiện thao tác nha các bạn. Nó đang hả họng, nó đang quạo kìa. Bây giờ mình cái tay của mình nè, mình đang chuẩn bị một cái găng tay, bởi vì nó cũng là một cái con vật các bạn ơi, mình sợ nó chở trứng nó hung cái tay mình bắt tử. Và thành ra là mình mang cái găng tay này nè các bạn. Đó. Rồi, bắt đầu mình làm nhẹ 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 nó nha các bạn. Rồi bắt đầu mình nhẹ nhẹ nó. Mình gây nó chú ý cho nó bên đây. Rồi xong bắt đầu mình làm nhẹ nhẹ nó các bạn ơi. Đây. Con đừng có làm cho nó rung quá. Bắt đầu mình làm nhẹ nhẹ nha các bạn. Nó đang hả họng ớn quá các bạn ơi. Nó đang hả họng đó các bạn đó. Nhưng mà các bạn hãy để ý nó, những lúc á mà cái động tác của nó thở gấp á, nó thở gấp nó hả họng đó các bạn, là biết nó không có đồng ý các bạn đó. làm giật mình đó các bạn, thấy không, nó hùng lắm đó các bạn đó. Thì bởi vì mình làm cho nó nhẹ 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 đó. Đây nè, nó đang thở gấp. Các bạn xem cho vui vẻ nha các bạn. Trên video nó có sai sót gì đó, các bạn thông cảm nha. Và thêm một việc nữa đó, mình làm video đó, mình nghĩ sao mình nói vậy các bạn ơi, chứ mình không có lên kế hoạch kịch bản gì hết đó nha các bạn. Bởi vì thành ra nhiều khi mình nói chuyện đó, nó hơi lắp bắp á, các bạn thông cảm nha. Mình có nhắc đi nhắc lại cái việc này trong nhiều video rồi. Nhưng mà mình nghĩ là sau này á, một thời gian thì nó sẽ cải thiện được cái tình trạng đó thôi các bạn ơi. Rồi, đây. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Rồi, mình cho nó uống miếng nước thì các bạn ơi, đặng cho nó đang hả họng nè. Nè, đó. Nước đó các bạn, đây là nước mình vừa để trong đây nè. Đó, mình tạo cho nó dạng dạng, nó quen quen. Đây, bắt đầu mình cầm nó lên, nhẹ nhàng lên nha các bạn. Mình cầm nó nhẹ nhàng. Ê, chết bà, nó dãy rồi các bạn ơi. Nó dãy mạnh quá rồi. Đây nè. Mình dời cái thao từ qua bên. Nó đang dãy mạnh quá rồi các bạn ơi. Đây nè. Nó đang quạo rồi. Bởi vì mình để nhẹ nhàng đó. Thì nếu... Ây da, chết mẹ. Thông cảm. Nó đang quạo nữa thì thành ra mình cho nó một miếng mồi đi để cặp mé một bên nè các bạn. Lẽ ra là mình cầm tay mình để vô nhưng mà mình thấy nó đang căng thẳng mình không dám các bạn ơi. Đây nè, mình để vô là nó táp lại, thấy không, đó nó đang căng thẳng đó các bạn. Rồi nó đang ăn vô rồi các bạn ơi, nó đang căng thẳng đó.
thấy không? Rồi thành ra là mình không có dám thò đụng cái tay mình vô. Còn lẽ là cái cây gấp này nè, mình thọt vô cũng được đó, mà mình thọt vô nó táp cái cây gấp này, bắt đầu nó gãy cây gấp này luôn à. Các bạn xem cho vui vẻ nha các bạn. Nếu các bạn xem các bạn mà thấy vui á, các bạn nhớ subscribe, like, share để ủng hộ kênh nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha. Đặng kênh mình nhanh phát triển, đặng có động lực làm video tiếp tiếp các bạn ơi. Đây nè, mình quay cận cảnh lên trên nó còn cái miếng mồi trong cái họng đó nè các bạn. Đó. Mình cầm nó hơi quơ quơ tí các bạn thông cảm nha. Rồi, bắt đầu mình vuốt vuốt ve đó các bạn ạ, vuốt ve làm quen đó các bạn ạ. Thả lỏng nó ra. Các bạn nhớ mà thực hiện là các bạn cứ để ý nó là nó há họng và nó thở gấp với các bạn, nó thở gấp là nó đang căng thẳng, nó quạo quá các bạn. Con này là nó vậy đó. Hôm trước á, mình có lột da nó đó các bạn, nó thay da đó, nó thay da sau cái lúc mà nó mới có vừa thay da xong ha, là qua sáng hôm sau lại cái màu sắc của nó lên, nó rực rỡ mà nó đậm, nó đen lắm các bạn. Cái con tắc kè này nó thay da là vậy đó. Còn mà khi mà nó sửa sẵn thay da đó thì cái màu nó trắng, các bạn nhìn thấy để ý nó trắng lên, nó trắng lên là nó sửa sẵn nó thay ở trên cái phế mắt nó còn nữa nè các bạn, nó còn một số nó chưa có lọt hẳn ra hết nữa nè. Đây nè các bạn thấy không? Nó dãy là mình không dám buông nó ra các bạn. Nó mập lắm đó các bạn. Cho uống miếng nước nữa đi, đừng cho đỡ quạo. Cái đầu nó không là nó gần bằng cùm tay mình đó, con này nó to lắm. Nên là tới giấc này đây còn chưa hết quạo nữa nè. Nó kêu nó la đó các bạn. Đáng lẽ mình tắm đó, ha, là mình cầm nó mình thả nó xuống nước được luôn đó các bạn. Còn cái này á, là mình cầm bên ngoài, mình sợ nó chạy mắt các bạn. Với cái thứ hai nữa, cái con này nè, nó cứng đầu lắm, mình đang chưa có thuần hóa nó được. Đó, giờ thành ra là mình không có dám buông nó ra, cái này mình cầm nhẹ nhẹ thôi à. Đây nè, thôi cho nó thêm một miếng nữa đi các bạn ơi. Nè, mình cho nó thêm một miếng thịt nữa nè các bạn. Buông ra tốc độ không các bạn? Đó, rồi. Rồi, để mình bỏ vô lại nha. Đây nè. Con luôn nó quay ngay giữa không? Một tí nữa mình, các bạn chờ mình tí nữa, con tắc kè này mình cho nó ăn xong rồi đó, bắt đầu sang ngang tới mình cũng làm quen với con kỳ nhông nha các bạn. Con kỳ nhông mà có vùng miền người ta kêu là con tắc ké các bạn. Cái đuôi của nó bằng ngón mình, các bạn mình để vô đây cho các bạn so sánh, cái đuôi nó bằng ngón tay cái của mình luôn nè các bạn. Gai lên chùm cỡm, chùm cỡm hả? Không, quạo không nó chịu hợp tác. Rồi bắt đầu mình tiếp tục tới con kỳ nhông nha các bạn. Đây mình thả nó vô nhé, mình thả nó vô đây nha các bạn. Đây là cái chuồng của nó đây nè. Đó, mình thả nó vô. Làm nhẹ nhàng để nó xuống gì đó mà nó còn không chịu nữa đó các bạn ơi. Đây nè. Rồi buông nó ra, buông nó ra, buông ra, buông ra, buông ra đi, buông ra đi, buông ra đi. Đây nè, làm nhẹ nhàng gì nè. Động tác vuốt ve nhẹ nhàng vậy mà nó còn chưa chịu nữa đó các bạn. Mình quay xuyên ngang đây cho các bạn thấy nguyên rõ nguyên cái màn hình đó. Đây nè, chân nó nè, đó các bạn, nó đó đó. Rồi xuống rồi, rồi bắt đầu mình đẩy nắp lên nha các bạn.
Rồi mình đậy nắp lại nha. Rồi gác ra rồi, thôi thôi mình để ra đi, tạm thời mình đậy nắp lại nha. Rồi mình dẹp nó sang một bên. Đầu với con kỳ nhông nha các bạn. Rồi con kỳ nhông này thì trời ơi, nó nhảy cà tưng kìa. Nó nhảy cà tưng đó các bạn. Mình làm cái động tác cũng giống như con tắc kè mới vừa rồi vậy đó các bạn. Bởi vì là hôm đó mình cho cái con kỳ nhông này nó ăn nè. Rồi xong ngang cái mình cắt một đoạn của cái con kỳ nhông này ra đó, làm cái video ngắn đó. Rồi có các bạn đó nói kêu mình thả đi. Tại vì các bạn nó không có xem hết cái video của mình đó. Cái thực ra là mình không có đối xử xấu với nó đâu nha các bạn. Đây nè, đây nè. Đó. Đây nè. Nó cái đuôi của nó nè các bạn. Cái đuôi của nó dễ ấy đó, nó dễ đứt lắm nha các bạn. Mình các bạn thấy mình cầm cầm như vậy nè. Chứ thực ra là cái đuôi nó dễ đứt lắm đó. Các bạn cứ chú ý nha, chú ý ngay chỗ cái đuôi táp. Chạy. Rồi nè, cho uống miếng đi đỡ quạo. Đó, uống xong rồi, uống xong rồi phải không? Uống xong thì ăn đây. Đây thì mình bắt đầu mình để nó nhẹ xuống cho nó xóc xóc miếng mồi vô đó các bạn. Đó 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 đó, quay cảnh cảnh xuống nè nè các bạn. Đó, nó xóc xóc miếng mồi vô đó. Rồi chất bọn rớt ra ngoài ra. Chết rồi. Để mình cho nó ăn lại nha các bạn. Mỗi lần cho nó ăn nó là vậy đó các bạn ơi. Nói chung ra không có kiên nhẫn thì nuôi nó cũng hơi khó. Cái mà nó vừa được ăn mà vừa khều khều đút đút nó vô gì nè. Rồi đó, nuốt rồi đó các bạn. Thấy không? Mất tiêu rồi đó. Nó một miếng mồi vậy đó. Một miếng rồi đó các bạn. Ha. Ha, một miếng rồi đó. Khi mình cầm cái đuôi gì nè là nó sẵn sàng nó bỏ cái đuôi luôn đó. Nó tới nó căng thẳng, nó sợ, nó chạy là có thể là nó gặt một cái đuôi của nó gãy cái đuôi, xước cái đuôi luôn đó các bạn. Rồi xước cái đuôi gây tổn thương cho nó thôi, chứ thực ra là nó cũng mọc đuôi khác lại. Rồi bắt đầu mình cho nó ăn một miếng khác nữa nha các bạn. Nó quấy mới một miếng rồi đó, bắt đầu cho nó ăn một miếng thứ hai nữa. Đây, tiếp tục đây, miếng thứ hai. Các bạn xem cho vui vẻ nha các bạn. Rồi miếng thứ hai đây, còn ngậm miếng mồi đây. Đó đó, nuốt luôn rồi đó các bạn, thấy không? Rồi nuốt mất tiêu rồi đó các bạn. Nó đó, dễ thương không các bạn? Nhìn nó dễ thương lắm á. Đó, nuốt mất tiêu rồi đó. Đó, cưng lắm đó các bạn. Gặt đâu, nó gặt cái đó là đứt đuôi nó đó các bạn. Nuốt xong rồi đó các bạn. Kênh mình ba hoạt động 3 ngày vào 18:30 tối và mình tải lên một video nha các bạn. Rồi cứ một tuần mình tải nó lên 2 video ngắn và 2 video dài á các bạn. Các bạn nhớ đón xem cho vui vẻ nha. Các bạn nhớ comment cho vui vẻ nha các bạn. Comment cho vui vẻ nha. Đừng có cà khịa mình nha các bạn. Cà khịa mình cũng ẵm hết trơn rồi các bạn ơi. Xem cho vui vẻ. Rồi comment trao đổi với nhau cho nói chung cho mình cải thiện với con vật này cho nó tốt thôi.
Đây này, vút vút cái tay của mình. Rồi, đến đây mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Chúc tất cả các bạn thành công trong cuộc sống nha các bạn, gặp nhiều điều may mắn nha. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé các bạn. Các bạn xem video các bạn thấy vui vẻ, các bạn nhớ subscribe, like, share nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi, xin chào, bye nha các bạn.